Toàn tỉnh Bình Dương hiện có 29 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với diện tích quy hoạch hơn 10.560 ha và 12 cụm công nghiệp với diện tích hơn 800 ha, có hơn 33.000 doanh nghiệp đăng ký sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, việc thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp, đồng thời đóng góp vào mục tiêu chung của quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và bảo tồn nguồn tài nguyên năng lượng quốc gia cho các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Xác định tầm quan trọng của tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp, Quốc hội và nhà nước ta đã ban hành luật, nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tại Bình Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sớm ban hành quyết định về chương trình hỗ trợ kiểm toán năng lượng và thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2012-2015. Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020. Các chương trình mang tính định hướng này đã và đang giúp các doanh nghiệp cải thiện được việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất. Theo các chuyên gia, để phát triển bền vững, con người phải sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời phải nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng mới có tính chất tái tạo và thân thiện với môi trường. Và kiểm toán năng lượng là một công cụ trợ giúp quan trọng trong việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ kiểm định, kiểm toán năng lượng và đề xuất các giải pháp đổi mới công nghệ nhằm đảm bảo quản lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Trung tâm đã tiến hành phối hợp với hơn 200 doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ hàng năm. Kết quả kiểm toán đã đánh giá tình trạng sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp, xác định các tiềm năng tiết kiệm năng lượng và đề xuất các giải pháp cụ thể cho từng doanh nghiệp, kèm với phân tích chi tiết hiệu quả và thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp.